Trong ngày ra mắt ở một giải đấu lớn với đội tuyển Brazil, huấn luyện viên Dorival Junior mặc chiếc áo khoác mang tính biểu tượng mà cố huấn luyện viên huyền thoại Mario Zagallo từng mặc để hy vọng mang lại sự may mắn. Tuy nhiên, đoàn quân Selecao đã không có sự may mắn nào trước đối thủ Costa Rica xếp vị trí thứ 52 thế giới. Theo tờ Marca, Tây Ban Nha, trận hòa của đội tuyển Brazil trước Costa Rica có thể xem là một thất bại. Họ hoàn toàn có thể thắng với tỷ số 3-0 hay 4-0 một cách rất dễ dàng trong số hơn cả tá cơ hội ghi bàn 10-10. Thế nhưng, lại rời sân chỉ một điểm vỏn vẹn trong tay với trận hòa không bàn thắng. Điều này không thể thất vọng hơn, huấn luyện viên Dorival Junior rõ ràng còn quá nhiều việc phải làm để điệu Samba mới trở nên nóng bỏng trên đất Mỹ. Đội tuyển Brazil sở hữu một hàng công với nhiều cá nhân xuất sắc như Vinicius và Rodrigo chơi cực hay cùng câu lạc bộ Real Madrid vô địch Champions League, nhưng lại không có nhân tố nào có thể tạo đột biến. Các tiền vệ tấn công Rafinha và Lucas Paqueta cho thấy chưa thể thay thế vai trò dẫn dắt của Neymar vì chấn thương để lại. Trong khi tài năng trẻ 17 tuổi Endrick và tiền đạo Martinelli có phong độ tốt gần đây không có cơ hội đá chính. Họ chỉ vào sân khoảng 20 phút hoặc chỉ vài phút cuối trận là quá ít để có thể tạo ra một sự khác biệt. Cơ hội tốt nhất cho Brazil có thể ghi bàn ở trận gặp Costa Rica chỉ đến từ một tình huống cố định. Phút 30, Rafinha đá phạt để Rodrigo đánh đầu cho Marquinhos lao vào đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, bàn thắng đã bị VAR từ chối sau gần một phút kiểm tra vì Marquinhos ở thế việt vị. Còn lại, những pha bắn phá không thành thủ môn Patrick Siqueira, Costa Rica, cả trận, các chân sút Brazil đều phung phí hoặc bị cản phá. Tuy nhiên, phải dành lời khen cho các cầu thủ Costa Rica khi họ nghiên cứu rất kỹ lối chơi của các ngôi sao Brazil. Từ đó, đã thiết lập một thế trận phòng ngự dày đặc và đầy kỷ luật để hạn chế hầu hết các cơ hội của đối phương. Đội Costa Rica nhắm đến một trận hòa trước đối thủ tầm cỡ như Brazil được xem như một chiến thắng. Đội Brazil bị chê trách khi họ quá kém duyên và kém cỏi trong các cơ hội ghi bàn. Nhưng trên hết, phải nói rằng, đoàn quân của huấn luyện viên Dorival Junior hiện nay không có một thủ lĩnh thực sự nào để có thể xoay chuyển cục diện trong những trận đấu bế tắc. Tiền đạo Vinicius được kỳ vọng nhất, nhưng rốt cuộc vẫn trải qua một trận đấu nhạt nhòa trước khi bị thay ra ở phút 70. Trận hòa ngày ra quân chưa phải là thảm họa đối với đội tuyển Brazil. Nhưng áp lực đã bắt đầu gia tăng, Selecao cần phải thắng đội Paraguay ở trận tiếp theo tại bảng D lúc 8 giờ ngày 29 tháng 6 để lấy lại vị thế và cơ hội vào tứ kết. Bảng này, đội tuyển Colombia ra quân thắng Paraguay với tỷ số 2-1 vào cùng ngày 25 tháng 6 để tạm dẫn đầu bảng. Đội tuyển Brazil đã hòa không bàn thắng trước Costa Rica trong trận ra quân Copa America 2024. Mặc dù tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, Selecao lại tỏ ra thiếu hiệu quả và không thể xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ. Sự vắng mặt của Neymar đã ảnh hưởng đến lối chơi tấn công của Brazil, trong khi các tiền đạo trẻ như Endrick và Martinelli chỉ được vào sân ít phút. Các chuyên gia đánh giá trận đấu là một thất bại của Brazil, họ cần cải thiện hiệu quả tấn công để có thể cạnh tranh chức vô địch Copa America 2024. Trong khi đó, Costa Rica đã chơi đầy kỷ luật và phòng ngự chắc chắn để giành được một kết quả hòa ấn tượng trước đối thủ mạnh.